Đây là cách Ngô Kiến Huy tự cứu vớt cuộc đời mình trước bão scandal. Bằng mọi cách, Ngô Kiến Huy vượt qua scandal chấn động showbiz một thời để đứng vững trên đôi chân của mình. Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương, sinh năm 1988, là một trong những nam ca sĩ dòng nhạc trẻ nổi tiếng được nhiều fan hâm mộ yêu thích. Chỉ sau 5 năm đi hát, anh thậm chí còn có một live show hoành tráng với sự góp mặt của rất nhiều cái tên nổi tiếng. Nhiều người dự đoán sự nghiệp của anh sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên năm 2011, scandal tình ái của Ngô Kiến Huy và em gái ca sĩ Thanh Thảo Thủy Anh khiến cho showbiz Việt chấn động bởi Ngô Kiến Huy chưa từng nói với giới truyền thông rằng anh có tình cảm với Thủy Anh. Người mà được Ngô Kiến Huy thừa nhận là bạn gái chính là ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Cho đến khi Thủy Anh sinh một bé trai giống Ngô Kiến Huy như đúc và nhận được kết quả xét nghiệm DNA, anh mới thừa nhận bé là con của mình. Việc nghi ngờ và chối bỏ con ruột dường như khiến sự nghiệp và tinh thần của chàng bắp sụp đổ. Hàng loạt cái hội như những người ủng hộ Ngô Kiến Huy, những người anti Ngô Kiến Huy liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zingme. Nhiều người đã sợ với sự cố này, sự nghiệp của Ngô Kiến Huy sẽ xuống dốc không phanh. Tuy nhiên bằng sự nhạy bén và nỗ lực không ngừng nghỉ, Ngô Kiến Huy đã tìm được cho mình một lối rẽ mới. Dù ở lĩnh vực điện ảnh, anh cũng nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Là một nghệ sĩ trẻ đa năng, Ngô Kiến Huy luôn cố gắng thay đổi và làm mới bản thân. Không những được yêu mến với vai trò ca sĩ, với ngoại hình điển trai ưa nhìn, thời gian gần đây, Ngô Kiến Huy còn thử sức với vai trò diễn viên và MC. Ngô Kiến Huy đã tham gia làm MC cho một số chương trình như Tôi Tỏa Sáng, Ai Dám Hát, Tuyệt Đỉnh Giác Quan, Thách Thức Danh Hài, Người Hùng Tí Hon, Ai Cũng Bật Cười, The Voice Kids. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên chàng bắp cũng gặp phải không ít gạch đá khi khán giả cho rằng anh dẫn chương trình cứng nhắc vô duyên. Là một tay ngang vào nghề, hơn ai hết Ngô Kiến Huy biết điểm yếu của mình là gì. Có thể vốn từ và vốn kiến thức của anh chẳng thể nào sâu rộng bằng những MC khác, nhưng chàng bắp biết vận dụng những thế mạnh và khả năng ứng biến nhanh nhạy để chinh phục khán giả. Và biết mình không hợp với hình ảnh đạo mạo như Phan Anh hay biến hóa chóng mặt như Thanh Bạch, Ngô Kiến Huy đưa chính bản thân anh lên sân khấu, vui vẻ, nhẹ nhàng và dễ thương. Từ ca sĩ rẽ sang là một MC, Ngô Kiến Huy dần tạo được hình ảnh đậm nét hơn trong lòng khán giả. Scandal ồn ào một thời cũng mờ nhạt dần. Hiện tại, cuộc sống của Ngô Kiến Huy gắn liền với hình ảnh người bạn gái 6 năm Khổng Tú Quỳnh. Cho đến hiện tại, họ là một trong những cặp đôi bền vững đáng khen của showbiz. Ngay tại thời điểm scandal, Ngô Kiến Huy có con với Thủy Anh, Khổng Tú Quỳnh vẫn gạt bỏ tất cả để ở lại với Ngô Kiến Huy. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!